Cái phần thứ ba thì anh chia sẻ một số cái thông tin này có thể là chưa đầy đủ, nhưng tuy nhiên trong cái thời gian phát triển trong giai đoạn từ năm 2013 trở về đây, khoảng 5 năm trở về đây, thì liên quan đến cái lĩnh về hệ sinh thái đổi sáng tạo của Việt Nam, thì tất nhiên là trước khi phát triển thì để thành hệ sinh thái thì đâu đó là các bộ ban ngành và các nơi cũng đang đều có những thông tin và đều có dữ liệu để có thể là phát triển từng thành phần và từng vai trò vị trí của mình. Ví dụ các thị trường đều có phát triển hỗ trợ, các bộ ban ngành cũng đều có các chương trình, và thậm chí cả các tỉnh và liên tỉnh cũng có các chương trình. Đấy, nhưng tuy nhiên là để phát triển như nào thì câu chuyện khác. Cái slide đầu tiên là slide phiên bản năm 2017 do Topeka Founder Institute họ xây dựng. Để có thể phát triển cái sinh thái này thì có một số những đóng cung. Thứ nhất là liên quan tới các tổ chức tăng tốc, thì ở đây có Topeka, có Sài Gòn, có SP, có VSDA, đấy, và có một số tổ chức khác. Innovator thì có Bitic, Bitic là một cái có Hash, có Lumizer, có Up, Coin Space thì cũng khá nhiều, và thậm chí thời điểm bây giờ số lượng Coin Space ở Việt Nam bây giờ cũng khá nhiều, cũng nhiều hơn nữa. Ngoài cái ngoài Up thì bây giờ có phát triển có thêm cái Pogo cũng phát triển cũng khá tốt. Các tổ chức quốc tế à các tổ chức nghiên cứu thì là hỗ trợ thì có QuiFirst. QuiFirst thì chủ yếu hỗ trợ cho thị trường nhiều hơn. IPP, chương trình này thì đến bây giờ đã đóng. IPP cũng là một cái dù hoạt động ngắn trong thời gian 5 năm phát triển và với kinh phí hạn chế hỗ trợ từ chính phủ Hà Lan, nên nhiều hoạt động rất tốt và có những cái impact, và đặc biệt là đào tạo được cái đội ngũ innovator khá tốt. Cá nhân của tôi thì cũng là một trong các nhóm khởi nghiệp mà được funding bởi IPP. Đấy, một cái dự án của tầm 30.000 đô phát triển cái hệ sinh thái về bệnh nhân tiểu đường. Ngoài ra thì có Vietnam Silicon Valley thì cái chương trình này cũng đang chạy, cũng phát triển, và địa chỉ thì ngay ở bên 24 tầng 7 của 24 Lý Tự Kiệm ở đây. Và trong năm nay thì nhiều không nhầm thì bên chỗ trách ở Lê Anh này vẫn đang cầu cái chương trình. Ngoài thế thì ra thì gần đây nhất thì còn thêm một số chương trình khác nữa, ví dụ như là chính cái chương trình đề án tháng 4 mà chúng ta đang ngồi tham dự ở đây cũng nằm trong cái hình thái chính phủ này. Ngoài ra có một số công ty lớn, ví dụ như của FPT, Viettel, và có thêm cả Vingroup hỗ trợ để vào. Đấy, ví là game chuyển vào. Về phía hỗ trợ funding thì cũng có khá nhiều các quỹ, thậm chí các quỹ nước ngoài, ví dụ quỹ của FPT, Venture, Visa, và quỹ 500 Startup thì đều đã có mặt ở Việt Nam để hỗ trợ. Series A, B, C cũng đã có. Thậm chí ở bên Series B này thì bên ngay cả Vingroup cũng có quỹ là VinVenture để nhảy vào hỗ trợ. Ở các nước bên nước ngoài nhảy vào cũng khá tốt, và thậm chí các quỹ tư nhân cũng nhảy vào. Đối với các cái incubator là những cái nơi tổ chức đào tạo thì có khá nhiều. Đặc biệt ví dụ như có Topeka, có BSC là của trong Hồ Chí Minh, thành đoàn Hồ Chí Minh. Và với một cái thương hiệu chủ yếu nổi tiếng đó là thương hiệu Startwheel, cái bánh xe khởi nghiệp. Ngoài ra thì có cái chương trình của TechFest. TechFest thì bên như anh Quốc vừa đi, năm nay là cũng công nghệ là một sự hình thức đột phá, là một cái chuyến đi công tác tầm 3 tuần. Đấy, đi qua các nước từ Mỹ, từ châu Âu, từ Singapore, và đặc biệt là hoạt động bên Mỹ cũng khá tốt và khá hiệu quả để đưa ra cái khái niệm là TechFest. Và qua cái sự kiện này gần như là cặp linh giữa hai yếu tố, một là hỗ trợ khởi nghiệp thì có TechFest, ngoài ra hỗ trợ vùng ngành các thứ, các nghiên cứu thì có Tech Demo. Đấy, và còn một cái bài toán là Tech Mass. Bộ Công nghệ Việt Nam đang có 3 cái hỗ trợ và tổ chức thường xuyên, và cái sự kiện tổ chức thường xuyên, một là TechFest, hai là Tech Mass, và ba là Tech Demo. Thì chắc là các chị cũng đang nghe khá nhiều đến các cái hoạt động này. Và trong trong năm nay thì Tech Demo sẽ tổ chức tại Gia Lai. Đấy, còn một số sự kiện khác nữa thì vẫn đang được tiếp tục tổ chức. Đối với hình thức đầu tư thì đây là một đánh giá sơ bộ về các cái quỹ đầu tư tại Việt Nam. Trong đó thì có Đà Nẵng, cái chương trình 814 ở đây, Sài Gòn Hub ở đây, IPP ở đây. Quỹ thì có quỹ First, quỹ Lafortes đầu tư cơ bản. Phía bên này thì có quỹ Natech, quỹ Latif. Thực ra Latif, Natech, First hay là Lafortes thì cơ bản đều là các chương trình của Bộ Khoa Công Nghệ. Đấy, thì có một khái niệm chung có thể anh chị hiểu cái tầm cái overview như này, là
Hàng năm thì Quốc hội cũng như là Chính phủ dành kinh phí khoảng tầm 2% ngân sách để dành cho đầu tư khoa học công nghệ và phát triển. Và riêng ngân sách dành cho Bộ Công nghệ và sau đó trải qua các chương trình, các văn phòng, các quỹ thì khá nhiều tiền. Và thậm chí gần đây nhất là có một số cái điều lệ liên quan đến ngân sách nhà nước khi mà quy hai quỹ là quỹ Natip và Lacates gọi là tổ chức tài chính ngoài ngân sách, thì theo những cái quyết định của bàn giao Quốc hội cũng như là chỉ đạo của Chính phủ thì các quỹ là xem xét là cập nhật và điều chỉnh điều lệ để phù hợp với các luật của các luật. Còn cái ngân sách nhà nước mà dành cho công nghệ thì không thay đổi và hàng năm nó chuyển về Bộ Khoa Công nghệ để thực hiện. Đấy, thì ngoài các bốn cái chương trình quỹ này thì Bộ Công nghệ hiện nay đang có khoảng hơn 20 cái chương trình và quỹ khác nhau. Đấy, ví dụ như các chương trình trọng điểm cấp quốc gia hay là các chương trình đề án 44 cũng là một trong các chương trình đó, hoặc là những cái chương trình năng suất hoặc chương trình gen hay y tế thì là các chương trình mà lấy ngân sách của nhà nước dành cho khoa công nghệ để thông qua Bộ Công nghệ để phát triển để thúc đẩy. Ngoài Bộ Công nghệ thì còn thêm khoảng tầm 20 bộ ngành khác nữa, trong đó có Bộ Công thương, Bộ Đầu tư, Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế thì đều có các chương trình và cũng đều có cái tương đương để chạy. Đấy, ví dụ như bên Bộ Công thương cũng có chương trình về công nghệ cao, hay Bộ Y tế thì có các chương trình về y tế, Bộ Nông nghiệp có chương trình về nông nghiệp để phát triển. Đấy, đây thì mô tả như thế để hiểu rằng là khi đối với nước ngoài họ nhìn vào ấy thì thấy cái gì mà có logo, có sao hoặc là có chức hình tổ chức thì họ sẽ liệt kê ở đây. Nhưng ở Việt Nam cái mô hình tổ chức và cái cơ chế Việt Nam thì nó khác. Đấy, và thậm chí khi các anh chị ngồi đây thì rất biết là đôi khi để có thể kiếm được tiền một vài chục triệu hoặc là vài trăm triệu từ ngân sách của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn có. Đấy, nhưng dành để hỗ trợ như thế nào và quy trình như thế nào thì cái chị sẽ xây. Đấy, tất nhiên ở đây sẽ có một cái hạn chế, biết rằng là có một cái quỹ phát triển của các Ủy ban nhân dân ở của tỉnh, đúng không, là chúng ta hạn chế một thời gian, chúng ta không giải ngân được và thiếu cơ chế. Đấy, khi mà các thứ khác mà chúng ta không được lấy lỏng về định chế tài chính, chúng ta làm khó và những cái người hấp thụ, ví dụ như startup hoặc là doanh nghiệp không hấp thụ được, là tất cả chúng ta dư quỹ đó và sẽ điều chuyển nguồn và chuyển các thứ khác nữa. Đối với fintech startup, khái niệm fintech thì cũng khá mới và thậm chí trong luật Việt Nam còn chưa quy định fintech là cái gì. Đấy, bản chất đó gọi là cái khái niệm về công nghệ tài chính, technology financial. Đấy, thì với cái hệ thống này thì ở Việt Nam nó phát triển mạnh, thậm chí như là đối với những cái ví điện tử hiện nay như là các anh chị đi Grab, trong Grab thì có ví điện tử trong đó. Đấy, thì các ví điện tử đấy cũng đều là công nghệ của Việt Nam và các startup ở Việt Nam. Thì về startup ở Việt Nam đó thì hiện nay đâu đó có khoảng tầm 30-40 cái startup và phát triển khá tốt. Đấy, và thậm chí có khoảng tầm 15-17 cái cổng thanh toán điện tử mà được phép được giao dịch và làm việc trực tiếp với ngân hàng. Ví dụ như VID cũng là một trong số các ứng dụng mà có thể là liên quan đến cái fintech này. Nhưng tuy nhiên là VID phát triển thay vì là xin cái license thì là VID đi mua lại một công ty mà đã có license sẵn để có thể tích hợp vào. Năm 2019 thì mô hình nó khác hơn một chút. Đấy, chi tiết thì anh chị có thể khi chúng ta nhìn cái điểm nhấn này sẽ thấy rằng là so với năm 2017, cái mô hình của Topeka Founders Studio xây dựng thì năm 2019 thì mô hình đã nhiều hơn, xuất hiện thêm một số các nhân tố mới, các thông tin mới. Đấy, thì chi tiết thì anh chị có thể tham khảo ở đây. Nhưng tuy nhiên cái mô hình này nó vẫn còn hạn chế và nó rất nhỏ. Anh chị tưởng tượng rằng đối với cái mô hình tương đương như của Sinh, của Malaysia hay của Hàn Quốc chẳng hạn, thì trong mỗi một ngành thì cái số lượng công ty, số lượng logo ở đây nó chi chít nhiều gấp ba như này. Đấy, nhưng ở Việt Nam khi nó tổng thể lại mô hình startup thì chúng ta sẽ có mô hình ngành hơn. Đấy, đây thì hiện rằng là để có thể khuyến khích và thúc đẩy startup thì chúng ta còn cần phải làm nhiều việc hơn nữa. So sánh dân số của Singapore đâu đó khoảng tầm 7 triệu người và dân Việt Nam khoảng tầm 100 triệu người thì chúng ta biết được là cái tiềm năng phát triển của chúng ta sẽ ở đâu. Thank you.